kêu người ta bớt hút thuốc và mua mua cây. Chứ anh mua lẻ hoài thì nó mát. Anh ba ơi, anh hàng xóm em vừa có anh bắt em đi mua một hay là một bánh hay một cái hay đó. Có là uống nghe không em nhỉ? Chịu. Sao anh ba nghe? Xạ tiễn ha, pháo thủ ha, xạ tiễn pháo thủ kẹp kẹp lại chơi ha, pháo thủ lễ hội đồ ha. Hay nha, kỵ sĩ băng hội, kỵ sĩ băng hội, pháo thủ xạ tiễn, kỵ sĩ băng hội. Hôm bữa anh em có bảo lớp có bé nào đó tên Trần xinh lắm. Túng Trần. Bé đó xinh lắm. Bé Túng Trần, cảm ơn Kiều Nguyễn nha. Khác gì cái lưu hương đâu. Chồng thì cũng yêu đấy, nhưng tiền mới là tất cả. Hai chồng mới thuốc không thể. Cái gì nữa? Con vợ yêu. Con vợ yêu nói cái gì vậy? Túng Trần, bé Trần Đùn, đạn nảy thành công. À, chốt 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 chốt. Đạn nảy thành công là chốt bài luôn. Chốt bài luôn. Đạn nảy thành công. Ôi xã. Sang cái cây đi rồi, sao em xuống dưới nghe, kín không á. Bột cam cái gì nước ra. Nó gọi như vậy kêu bột cam. Đừng ghét nó. Nó gọi tới nơi tới đích luôn rồi. Cái nào hết thì pháo thủ gọi quá à. Ok ok, nhận cái kèo đó nha, nhận luôn cái kèo đó. Nhận luôn cái kèo đó. Trời ơi, nó gọi nồm nồm, nó gọi hết. Nó gọi vậy mà không chơi thì được ở phía của trời. Không không không. Bài đó đang là vui của bài đây. Không 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 không. Bài như lồn mất. 1,2, 3,200 ca top 6 bịt rối. Tấp 6 lên tới tấp 6 như vậy không không không. Tấp 7 tấp 8 thôi. Cộng 6 cốc 1 khạc bay màu tim bạn đi AB. Nuôi mâm mâm cộng 6 cốc 1 khạc bay màu tim bạn đi anh ba. Mâm mâm 6 cốc à. Là 6 cái cốc hai bên là gì mà bị chỉ vô người nó đó hả? Ở đâu ra cho ông 6 cái cốc ông nội? Ông ra bài sớm. Thì cái với cái bài này thì chắc chắn là nó uống mà nó sẽ win win chip nhiều bãi lồn ra. Thì đánh. Muốn chửi thua lúc nào thì cảm ơn nước nhỏ. Bài này không thể nào mà gọi là go game chip được. Bài này chỉ có win game chip thôi. Không là sao A Trung. Phải chơi bài kim long máy nhân bản rồi xoay cuồng long. Bắt buộc đó mới top 1. Đâu ra bắt buộc cái đó vậy? Không, kèo điệp mà này top 6 là ở trên rồi. Anh Trung mới đi Tây Ban Nha về hả? Anh Trung không có đi, bạn anh Trung đi. Mấy người bạn trong họ góp của anh Trung đi, đánh góp bên đó. Nữa 2K thư thi đại học rồi, AB có gì nhắn gửi mấy em nó không? Năm nay em thi lại. thi lại đại học à. Em đặt 5-8 giờ em hối hận quá anh Trung. Cảm ơn boss nha. Thôi hận cũng đã muộn em à. Bài này chắc chắn là bài tiến em lên đường. Cho anh Damas nha, cảm ơn anh nhiều nha. Tiễn mấy bạn 5-8 lên đường chắc rồi. Bài này tiễn mấy bạn 5-8 lên đường là chắc. Mấy anh bạn hiệp hội đánh góp của anh ba nó đi qua Tây Ban Nha. Xong rồi nó bị dịnh nó. Ủa mà đánh góp. Cảm ơn Thịnh đánh góp hết, cảm ơn em. Nó qua bên đó đánh góp. Đánh góp sao được quá, nó quýnh sao này được thành trả góp mẹ luôn. Quýnh sao thành trả góp luôn rồi. Không biết trả góp bao giờ mới được về. Hy vọng là được Minh Quang. Được Quang Thị Màu, Minh Quang. Rồi xong cho trả về. Ha ha ha.
gấu à. Gấu thì cũng có tuổi đấy, nhưng mà là tuổi nồm. Quan con khỉ. Quan con khỉ. Cảm ơn Kindergarten nha. Hay bảo ông già cho mấy lời để mấy bé nó thi tốt lại in ri vậy. Hỏi 7 tháng 7 này thi hả? Hỏi 7 tháng 7 này nè. Đó, bây giờ cứ áp dụng cái cách của anh Trung là cứ mà mày bây giờ cứ đó ôn tập đi, rồi xong tới ngày khoảng ngày 6 tháng 7 là không ôn nữa. Ngừng ôn. Là ngừng ôn liền cho tôi. Ngủ, ăn chơi, nguyên ngày 6 đó là ăn chơi đi ngủ cho tôi, thư giãn cho tôi. Rồi xong được mày sáng dậy sớm ôn nhẹ bài một cái nữa là xong. Sáng 5 giờ dậy sớm, chỉnh đồng hồ dậy sớm, ôn bài ôn dở lại, điệp mẹ mày là thi. Cô Linda kiếm là mày ở Facebook kia. Cô Linda kiếm mày ở Facebook kiếm tôi làm gì mẹ Linda ơi? Mẹ Linda kiếm chung làm gì? Rồi 12 trên 30. Ơ à, điệp. Ba ơi ba. Hả? Ba ơi. Ba nghe. Bộ ba hắn hả? Lần đầu con mới thấy bà hát kèm á. Trời ơi. Bà hát nhiều mà. Lần đầu con mới thấy luôn hả? Chứ bình thường bà thua hả? Chứ bình thường bà thua là bà la mà con không ngủ được luôn á. Trời ơi. Con ăn rồi con. Dạ. Con đau lòng quá vậy. Chơi sao mà nhớ chơi không? Sao mà đau lòng quá. Uống đi nó uống. Cây, đừng có đấm con nha anh ba. Cho nó có nước mà để vô khung nữa. Hả? Để mày để nước vô cho nó khung vô mặt. Nghe con tôi nói đau lòng quá anh em à. Anh sạc cái này chưa? Chưa. Thái tử khung ba cái. Đánh đi ăn xong khung ba cái. Nha. Mọi người gọi con là thái tử á mà gì. Con biết thái tử là gì không? Ui da, tao mẹ trụ chó này. Thái tử là ai? Thái tử là con của vua đó. Nhà ba hả? Ừ. Ba là vua, con là thái tử, mẹ là nô tỳ. Nô tỳ là ai? Con ngỡ á. Ở đợ á. Đạp vô bằng phát thì giờ ra con ở. Chỉ xem MV của chị Tóc Tiên đi thầy ba lát hay. Nói lại rồi. MV mới của chị Tóc Tiên à, rồi ok em. Cái gì vậy? Xịt cái gì vậy? Bộc lộ bản chất nô tỳ. Nô tỳ thì đừng có đụng tới nô tỳ nha, nha hoàng thượng nha. Hoàng thượng thì lại thích ăn nô tỳ. Dẹp đi là nô tỳ. Của lạ. Cảm ơn nhiều hình nước ta bít nha. Món ngon giặt lạ mà. Tiện tì nô tì là còn đỡ đó, người ta kêu tiện tì là đi đó. Ả nô tì này thiệt là không biết điều mà. Ấp 7 luôn. Ấp 7 luôn. Bài này chỉ có up, up và up. Up and down. Up and down. Lên 32 đồng up luôn. Lên 32 đồng up luôn. Thì ra anh chuyên thích kiểu anh chủ nhà may mắn và chỉ giúp việc đam đang à. Anh chủ nhà may mắn và chủ giúp việc đam đang. Really? Thường người ta sẽ cho con Chitina hay là con này ngon ta? Con này thì 100 mana, con này 60 mana cho Chitina đi. Cho Chitina nó ngon hơn anh em ạ. Cho Chitina nó ngon hơn anh em ạ. Đánh thì mà mày đánh toàn đánh theo kiểu Snowball như này thì thịt mà cái răng này sao nó đỡ được.
Anh Trung chơi game mà anh Trung thì mà mày đánh kiểu như là anh Trung chơi răng răng bạc vàng. Anh Trung chơi răng bạc vàng, bạch kim mà anh Trung đánh tư duy thách đấu. Sao chúng nó thở? Hả anh Trung? Anh Trung đùi. Một bóng hút chưa? AB là bad boy rồi mà không tin chat boy Sadet. Ui thêm cái đạn nổ đằng cao. Ui anh Trung làm em nhớ tới cái thời phong kiến mấy ông quan tham chuyên hà hiếp dân lành. Đòn bắn đại bác của pháo thủ thiêu đốt mục tiêu gây sát thương chuẩn tương đương 8% máu tối đa của chúng trong vòng 2 giây và giảm 50% thời gian hiệu lực và giảm hồi phục của chúng. Nhận vàng điệp nào, cái này là hát vàng, cái này là pháo thủ hát vàng, vàng ra liên tục. Còn một bên là đủ mấy mày đam ơi là đam, một bên là đam ơi là đam, một bên vàng ơi là vàng. Đam vàng, 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 đam vàng. Đếm nha. Đam vàng, đam vàng, đam vàng, đam vàng, đam vàng. Điệp con mẹ mày nó muốn tôi lấy vàng anh em ạ. Nó muốn tôi lấy vàng anh em ạ. Mà thôi tôi lấy đam. Ôi điệp con mẹ mày lấy vàng là ngon rồi anh em ơi. Bạc vàng là sao A3? Đây là cái ranh vàng rách chứ còn ranh gì nữa bị ngu. Gà cốc kỳ luôn chứ. Gà cốc kỳ mà điệp mạng mày bạc lấy cái đam lễ hội đó. Điệp mạng mày nó bắn ra biết bao nhiêu. Hello A Trung. Hello Dương Lâm. Không sao không sao. Lấy đam bù vàng, lấy đam bù vàng. Điệp mạng mày không để ý, không biết cái hàng chờ. Trời ơi kìa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Ngu dốt. Ủa, mày thấy được mà mày trong kia nó có cái gì không? Trong lúc mày lựa chọn như mày thấy được cái hàng chờ nó có gì à? Mày đâu có thấy đâu. Trình thách đấu mấy cái lỗi lầm này mình xoay sở được mà A3 có gì đâu. Phải khi mày thấy được cái hàng chờ nó như thế nào á, thì mày chọn chứ. Cái này mày có thấy hàng chờ đâu, mày chọn xong mày mới thấy mà. Chọn xong mới thấy mà. Đấy e đã nói A3 rồi, nếu A3 chơi kim long nổ máy nguyên bản là giờ có copy 2 rồi. Trời ơi, nó nổ. Nó nổ. Đọc chat bị bọn đặt top 8 rát mũi lấy cái ba bữa em ra hai cái rát thiên nhiên luôn anh ngu vê. Gà hai cái giáp thiên nhiên luôn hả? Nhưng mà tôi người không nghĩ là nó gà cốc kỳ sớm. Tại lúc đó lễ hội tôi có con nhiêu mít hà bắn được bao nhiêu pháo đâu. Con cốc kỳ nó bắn mới pháo nhiều. Cốc kỳ bắn pháo nhiều phải lồn ra. Cho em xin chú bé on. Được không? Được không? Không được à. Anh trai ranh vàng em kêu ngu đúng rồi mặt cười. Làm kèo không? Làm kèo không? Vô Thái Hiển. Làm kèo không? Sắp tới lúc mời vô thì bạn mời vô kích tâm thì bạn mày toàn tức 7-8 không? Tới lúc vô kích tâm toàn 7-8 không? Là sao? Là chấm hỏi. Là như nào? Gà bỏ này, gà mà đứt khám. Anh ba đang xài phần mềm tăng tỷ lệ lâu ra tướng hạ anh ba. Get dot, the get dot, the get dot, the get dot. The get và dot. Kim Long món đầu tiên ra gì ta? Coi thì Kim Long không?
anh đã ngu còn bảo thủ cái hex này ra hex 2 mà lo gì không nổ được quà ra hex thứ 3 mình mới cô lấy. Dạy nữa, dạy nữa, dạy nữa. Ok được chưa? Ok được chưa? Chưa sai chưa có gì phải đổi. Khi nào sai mới đổi. Chú bé bạc. Này. May cho ông tôi đang đi làm chứ không xin nhẹ cái đầu A Trung nha. Giọng thứ ngoài độ mắng nói gì nói à. Giọng thứ ngoài muốn nói gì nói à. Ở ngoài muốn sao không được à. Vô trong sòng cái tay bắt tướng nổi à. Vô trong sòng cái tay bắt tướng không nổi à. Bài cô đăng về mà cũng góp 1100 máu, lucky nó mềm quá. Fighting is my first language. Lobby mềm. Lobby mềm. Chấm chấm sao sao. Lobby mềm vậy sao? Chơi nữa vàng các tầng nhìn chỉ tới đó thôi có nói cũng ca hiểu đâu sầm lồn. Bài này ăn trăm máu, bài này ăn trăm máu. Khu gia khu đồ hiểu hả? Tính ra mình đủ nó cũng đéo cần gì năm vàng. Hai găng tay. AB có thể làm một hành động thể hiện sự yêu quý tới anh em coi stream được không ạ? Ngon. Idas chút thiếu tăng chúng nó đái vô tim anh ba. Lát đổi, lát đổi, lát đổi, lát đổi, lát đổi. Lát đổi hai con này. Lát buộc phải đổi hai con này rồi. Không cần lễ hội nhiều. Má mà chơi pháo thủ này mà tôi đéo có ấn pháo. Hôm qua tôi thấy điệp bạc có thằng chơi nha. Nó đéo cần cá chê luôn. Nó, lát hồi nó đổi con điệp bạc Yasuo 5 tiền. Rồi xong nó đổi thêm hình như là thêm con rồng. Con rồng này nữa. Nó cũng đéo cần ngon luôn, đéo cần đấu sĩ vàng trên luôn. Cháu ơn Giang 17. Cuộc sống mà y nghèo nó hay xui, còn mấy người ngu hay hên lắm. AB bắt buộc phải nghe một bài hát trong vòng 1 năm thì AB sẽ nghe bài gì? Bắt buộc phải nghe một bài hát trong vòng 1 năm à? AB có thể làm một hành động thể hiện sự yêu thương với anh em coi stream luôn ủng hộ anh được không ạ? Cảm ơn Kim nha, cảm ơn anh Cát. Với bra âm tăng là đủ rồi. Idas á? Idas là con này hả? Biết ra âm mà. Ủa ra âm nó kích cái gì? Ra âm kích cái gì? Thank you.
Bài này giữ là còn win win chip dài dài anh em ạ. Giữ là win win chip chắc là khoảng 20, 20 là ít à. 20 là ít à. Lễ hội luôn à, điệp mạng mà anh trai này cũng nể hội à. Anh trai này cũng nể à. Anh trai nể ha. Lấy hết vậy, lấy không còn cái gì để cho người ta lấy vậy, đủ má mấy anh. Ra có khi sớm trả Winstreet mà lắp đồ thế tí hồi mất cái top 1 nha. Một hai ba bốn năm sáu, tính ra đủ má mày, tụi nó còn nhiều đồ của tôi nữa. Tới lúc này đủ má tụi nó 5 món. Tôi chưa ra cặn nhớ tới quay rồng mẹ luôn rồi, điệt mẹ nó. Tôi còn đang tính ghép thêm cái gì diệt khổng lồ đây để bắn mấy con đỉ đi mà mày châu châu này đây. Á à, chào quá. Mì đáp. Mì đáp nó chào quá. Mì đáp nó đủ đồ nó chào quá. Là không giòn đâu. Bắt đầu giòn rồi. Thấy chưa, mất winning streak giờ ổng rén xong xoay có khi đéo ra nè. Trời ơi má, để đúng con cái lắm nha. Cái gì vậy má? Ráng đâu mà ráng anh em, vẫn còn chơi được anh em, chỉ thua bài kia thôi. Còn chơi ổn áp. Vẫn còn khá là ổn áp. Một lát nữa được mẹ mày đây. Chính con mẹ nó được phần trăm lấy đồ, lấy tướng 5 tiền rồi. 9% tướng 5 tiền. Quá ư là ngon. Chờ kiếm đồ tăng cái lộn châu quá nhỉ, máu nhiều ha. Hát xét anh Trung mặt cười kiếm ha, có phép ha, lấy luôn ha. Cái này là cái gì đấy? 15 giây đúng không? Cái này là 15 giây đúng không? Anh Trung thích lái mô tô hay ô tô? Thích lái gì? Anh Trung thích lái ô tô thôi em ạ. À. Thích lái nhẹ ô tô thôi em ạ. À. Mô tô, mô tô chứ. Thích mô tô hơn. Á đù, đi con mẹ mày ghê vậy. Trời ơi, mày chưa gì có da xua này nọ các thứ hết rồi. Giờ tôi ấp chín tôi bỏ thêm con da xua nữa là đẹp.
tôi chỉ cần thêm da xua lên đội hình của tôi thôi là quỷ quái tôi lụm. Phim này với lắm ông chưa gặp Lucky nào mà bọn nó đánh Bolivar hoặc con Anubia chứ không phút rồi. Bây giờ một đống thằng điệp mẹ nó đánh Anubia đó, Bolivia đó. Tính ra cũng là một đống thằng đánh Bolivia đó. Bây giờ thì mà ông cạnh tranh con Bolivia cũng căng đó. Chung không có cửa là đúng rồi. Trong con Nam Mết. Bây giờ thằng lồn nào cũng đè ra được mà mày đóng cái đội hình mà này nè. Đó, đội hình kiểu vậy nè. Đó. Gấu bị nét rồi. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Toàn đấm đội hình kiểu đó không? Ông đi đòi điều, ông đi đòi đấm Bolivia. Ông làm như muốn đấm nó dễ lắm. Tới cái lúc ông Ron không ba được thì con mẹ ông mẹ nó quýnh cho ông bù con mẹ nó người. Bù khu luôn đó, bù khu luôn đấy. Trời ơi, nó chiếu. Nó a chiếu. Trời ơi, má nó giật xét. Giật xét tôi. Chuẩn bị lên chính. Lấy cái top 1 nào. Đó mặt cười còn mạnh lắm mấy anh trai à mặt cười. Không phải là vấn đề là mạnh hay là không mạnh, nhưng mà vấn đề là nhiều người chơi. Dạy A3 chơi nữa có người khôn phải có vấn đề A3 vấn đề là nhiều người chơi lắm. Nhiều người chơi cái bài đó lắm cho nên mình cũng không lên ba được. Mình cũng khó lên ba lắm. Nó cạnh tranh quá. Trời ơi, cái gì con Yasuo đủ má cái gì mà mình lướt dữ vậy Yasuo. Ủa? Vài pháo thử cóc Kika lên 3 thì nuốt được cóc 1. Cóc Kika tôi đâu rồi? Má có thằng này nó cạnh tranh nè. Thầy làm như thế với em mà được à? Cho tấn lên ra. Ủa thầy làm gì em tấn đi. Thầy làm gì em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thằng này level 8 mà nó được mới nó ra nhiều đồ quá hả ta? Con rồng nó bất tử ở A3. Được bạn mới tính là nó được bạn nó nhiều cuộc chơi bãi lồn anh em ạ. Hỏng chiều em được à hực hực. Cho anh tấn lại nha. Chiều cái gì? Quan trọng là chịu cái gì tấn đi. Tấn đi muốn anh chung chịu cái gì. Cái như nào mới gọi là chịu. Bù khu à. Bù khu tấn nê à. Kèo phạt đi hết rồi. Giờ còn kèo thưởng thôi. Kèo phạt ở chim cút rồi đúng không? Vậy thì tự tin chơi thôi, vậy thì tự tin bung sỏ thôi. Trời ơi, đủ mấy Yasuo lướt của mẹ nó xuống dưới vậy. Trời ơi, lướt khô quá vậy. Yasuo để chị ông già gặp tim kia nó bốc hơi. Ôi trời ơi, má xạo thiệt. Cho anh tặng đi. Tôi để con nầm nầm tôi đi lên trên luôn á nè. Sao giận? Sao ạ? Sao giận ra? Mắc mớ gì giận ra? Yêu thương không hết.
mới gì vậy? Ha ba chửi thằng Tấn lê đi cho nó đi ngủ, nó cứ khóc miết thôi. Chửi nó. Chửi ngắt ta một câu thì chết à hít. Chửi nó mang nghiệp. Học không mà sao ta thua. Chửi nó bị mang nghiệp. Má thiệt, ngày nào cũng vô bạo danh á. Ngày nào cũng vô bạo danh hết á. Ngày nào nó cũng vô đây nó bạo hành tôi, bạo dâm tôi chứ mọi người. Ha ba nói gì đó dơ bẩn cho nó nghe đi để nó còn ngủ. Ủa hôm nay có chuyện gì à? AB em mới ngủ dậy tối khổ VCA còng A còng. Chuyện gì? Đâu có đâu em, bình thường mà, vẫn vui vẻ mà. Vậy đó hỏi sao nó không đứng tử bảo AB. Anh ba có làm gì nó đâu. Ăn đấm không phu. Ồ má biết mày, tôi lấy cái điều đó, cái ấn pháp sư nhờ, cái tôi bỏ con vô đẹp nhờ, bỏ tướng 5 tiền vô ngon bãi lồn nhờ. Mà tại vì giờ tỷ lệ tướng 5 tiền tôi ra giống như điều mà một cái cấp độ nào đó luôn á, một cái level nào đó luôn rồi nè. 23% tỷ lệ, nhiều bãi cức. Đừng chửi A3, nếu cuộc sống có người khôn kẻ khờ, A3 đã chấp nhận làm kẻ khờ thay y rồi, y còn chửi. Đi! Bởi lúc tao trỗi dậy rồi. Mấy thằng Lost cứ kêu hên trong khi người ta nuôi con bát bao nhiêu lâu năm tiền hơn 20% thì trả ra. Ồ, nếu hiểu sao thì cái đó gọi là hên. Nếu hiểu sao cái đó gọi là hên luôn á. Đủ má mày 23% được, vợ mày ron cái là ra con cái là ra kêu hên. Ranh giới giữa hên với lại điệp mẹ mày nó tỷ lệ cao đó, nó ngon lành lắm. Cho anh Tấn đê nha. Ranh giới nó mong manh lắm, mong manh dễ dở lắm. Thằng này chắc chắn thua thằng lồn điệp mẹ gấu luôn. Thua không? Thắng không? Thằng này mà thắng được gấu là mình thắng luôn nè. À, thua gấu rồi. Á, đội hình của con gấu này nhiều khi nó mạnh quá, nhiều khi nó chùm luôn á chứ. Ý là gấu hai, nó gấu hai. Lát có chơi Minecraft không anh Trung? Minecraft là cái con cặc gì thằng này nó cứ kêu tôi chơi Minecraft nhỉ? Có biết Minecraft là cái lồn gì đéo đâu. Thôi bye bye A3 em ngủ. Dạ chúc em ngủ ngon à. Top 1 cho A Trung. Ủa sao tưởng gặp thằng kia chứ ta, mới gặp cái bóng của nó đáng lẽ phải gặp nó mới đúng chứ nhờ. Xong game VX hả A3? Đúng rồi em.
mới gặp cái bóng của nó tôi tưởng gặp nó chứ. Anh Trung ơi, đánh cờ chơi bài pháo thủ đi anh Trung, dễ là 1-4 lắm. Đây, đang chơi nè em. Bát LV7. Trời ơi, thằng này tự chết luôn rồi, thằng này gặp bóng tôi chết luôn rồi kìa. Gặp bóng tôi chết luôn rồi, chơi gì nữa. Bye bye, ba em ngủ đây. Trời, chơi game vậy chết rồi. Bye bye kênh chat FA. Ủa vậy chứ đủ má, chứ mày nghĩ chơi cờ này là đủ má, mày này là cờ nhân phẩm mà. Pháo thủ ra hai lõi pháo thủ, một lõi cộng một slot cấp 7 ra bát nói lên thì nhặng lên như dẫm phải phân. Ủa? Ôi trời ơi, đủ má chơi cờ này điểm mạng mày là nhân phẩm mà, hên mà. Không, cờ này hên thiệt mà. Cờ này phải hên mới ra chứ. Mấy ông kênh chat cứ bảo gấu nét nhưng có nét miếng nào đâu, 40% huyền thoại nó vẫn thế mặt cười. Giận thế chết rồi kìa, giận thế đi rồi kìa. Khi con chim anh nghĩ về ai, khi con chim anh nghĩ về một người chắc giận thế đi rồi kìa. Chẳng thấy thua cái bóng rồi kìa. Chẳng thấy thua cái bóng rồi kìa. Có hắn được cái bóng néo đâu. Đây. Thằng nào lúc này kèo 500 cây video rồi. Trả tiền mấy bạn ơi, trả tiền mấy bạn ơi. Trả tiền mấy bạn ơi. Trả tiền mấy bạn ơi.